Ừ. Đây, cô đây. Em cần hỏi chỗ này. Em hỏi chỗ dòng à, anh giải thích giúp em dòng 17 với đến 21 với ạ. 17 đến 21 chỗ này á. À, vâng. Ừ, nó là có con trỏ xong. Đấy. Đây, trên này, mỗi phần tử của một giải tranh kết sẽ gồm hai hợp tính. Đấy là phần dữ liệu và con trỏ trỏ phần tử tiếp theo. Phần dữ liệu và con trỏ trỏ phần tử tiếp theo. Đoạn này em hiểu không? Có Thế thì tại sao nó em phải có thắc con mắc trỏ chưa? số cho em thắc mắc số sợ chắc nốt xong rồi nó gọi lại cái sợ chắc nốt ạ. Ừ. Tại vì con trỏ trỏ phần tử tiếp theo nên là cái con trỏ này nó phải có kiểu dữ liệu phù hợp với phần tử tiếp theo. Mà một phần tử trong này, chúng ta định nghĩa một phần tử này là một struct node. Nên là cái con trỏ này nó phải có kiểu dữ liệu struct node sao. Em hiểu không? Vâng. Đấy, lý do mà chúng ta đặt tên nó struct node sao vì thế. Gì nhỉ? Mẹ đã định nói gì quên sớm mất. Đầu óc bây giờ ngáo ngơ quá rồi. Thôi thì đại loại là để chúng ta cần phần tử tiếp theo, phần tử đấy nó phải có kiểu dữ liệu struct node, và để con trỏ trỏ phần tử tiếp theo thì chúng ta gọi struct node sao. Đây còn gọi là cấu trúc tự trỏ vào một kiểu dữ liệu mình định nghĩa. Tiếp tục, có câu hỏi nào nữa? Thì khi mà mình gọi con trỏ nốt ấy thì cái sợi chắc nốt sau ngách kia nó sẽ trở thành sợi chắc nốt sau sau Không, con trỏ struct node sao nó là gì? Con trỏ struct node sao, anh giả sử là anh con trỏ bây ở đấy nhá, con trỏ này có kiểu dữ liệu struct node sao, được chưa? Bây này nó sẽ bị trỏ vào một phân vùng ô nhớ ở đấy, giả sử ở đây đi, phân vùng ô nhớ này chính là một phân vùng ô nhớ kiểu struct node, và nó sẽ có hai phần tử trong này, một là data và hai là con trỏ next. Đến đây thì em có thắc mắc gì không? không Thế thì từ con trỏ P này mình truy cập đến phân tử này, và từ phần tử này trong này nó lại có một con trỏ hai con trỏ chẳng liên quan gì nhau, chỉ là một con trỏ dùng để quản lý một vùng ô nhớ, và phong trong vùng ô nhớ này thì chúng ta lại có một con trỏ khác, con trỏ này có thể lại trỏ vào một phần tử khác những cần nốt này. Và trong cái phần tử này lại có thêm một con trỏ sao lách khác. Đây chính là giải tranh kết đấy, đây là chính là giải tranh kết của chúng ta đấy. Là gì có chuyện bắc cầu và một con trỏ trỏ vào một con trỏ 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 vào một cái phân vùng ô nhớ, trong phân vùng ô nhớ đấy có con trỏ thì nó lại thành con trỏ thứ hai được, chỉ khi nào một con trỏ trỏ trực tiếp vào địa chỉ một con trỏ khác thì lúc đấy chúng ta mới cần con trỏ cấp 2 thôi. Em hiểu không? Mình có chỉ hiểu trực tiếp vào địa chỉ con trỏ ấy đâu, mình chỉ vào phân vùng ô nhớ mà chứa con trỏ này. Tiếp tục hỏi tiếp đi. anh giải thích chỗ cái tạo lốt đi Tạo nốt này, ở chỗ mũi tên đi. mũi tên này. Lúc nãy nhớ anh bảo mũi tên là gì không? Quên rồi. Đại loại là bình thường nếu mà chúng ta truy cập trực tiếp, nếu mà chúng ta có một biến struct node ở đấy, một biến struct ở đấy nhé, mà có hai phần tử nhé, anh đặt biến này là struct p đi, mà có hai phần tử data với
Next ý. Thì đơn giản khi chúng ta đã truy cập vào data và next thì chúng ta chỉ cần gọi p.data và p.next đúng không? Vâng. Khi mà em tạo một struct bình thường ấy, mà em muốn truy cập vào các thuộc tính của nó thì em thông qua dấu chấm. Tuy nhiên ở đây chúng ta không phải một struct bình thường, mà đây thực chất là chúng ta cấp phát một ô nhớ ở trong phân vùng heap và sử dụng một con trỏ sao pnote để trỏ vào nó. Nó giống với mảng đây em ấy. Cái này nó thực chất là giống y hệt mảng. Thì phân vùng này nó cũng sẽ có hai phần là data với next. Tuy nhiên là chúng ta thông qua con trỏ này mà muốn truy cập vào hai vùng kia thì đầu tiên là mình phải truy cập vào cái phần này đã, cái phần chứa hai thằng data và next đã, phần ô nhớ ấy đã, thì anh em mình có thể truy cập thông qua là sao pinot, rồi từ đấy anh em mình mới chọn lần lượt chưa mình truy cập đến hai viền đấy, chúng ta cũng truy cập thông qua là data và sao pinot.next. Cái đoạn này em hiểu không? Có. Được rồi. Thì có một cách khác để viết cái này. Đấy là chúng ta sử dụng pinote trỏ đến data. Đây là một cách khác. Một cách khác toán từ này là toán từ để truy cập đến thuộc tính mà con trỏ đang trỏ. Thuộc tính của biến mà con trỏ đang trỏ tới. Con trỏ đang trỏ tới đâu? Mình truy cập đến thuộc tính tương ứng của nó. Mình dùng giống mũi tên. Được chưa? Mình không thể lấy pinote chấm data được vì pinote thực chất là con trỏ, nó làm gì có phần data. Mình sẽ phải truy cập đến biến và pinote đang trỏ tới. Thế thì bình thường thông thường là chúng ta sẽ làm cách trái là cái mà chúng ta đã học. Và hôm nay thì chúng ta sẽ biết thêm cách bên phải, cách khác. Thế thì anh em mình cứ nhớ là nếu mà cái phần trước này này, trước giờ mũi tên này, nó là một con trỏ thì anh em mình dùng dấu mũi tên, còn nếu thằng này nó không phải là con trỏ, nó chỉ là một pinote bình thường thôi thì chúng ta dùng dấu chấm, một nốt bình thường thôi thì chúng ta dùng dấu chấm, hiểu không em? Có thế chỗ valor mà valor mình lưu như nào anh? Bằng value không? Đây có nghĩa là Vâng. chúng ta truyền vào một giá trị ở đấy và gán nó vào phần theta của cái biến mà pinot đang trỏ tới, gán vào thôi mà. Còn cả đoạn lệnh này có nghĩa là cấp phát một nốt này, gán giá trị và phần theta ở đấy bằng giá trị chúng ta truyền vào và chọn con trỏ next của nốt đấy sang luôn. Tiếp tục anh em mình, đoạn sau anh em mình có câu hỏi gì không? Anh ơi, chỗ hiển thị danh sách có cái đoạn tip return ấy, cái return đấy nó thêm Return có được nghĩa không? là dừng hàm ấy luôn. Bình thường chúng ta phải return một giá trị ở đấy, nhưng mà hàm void thì không có giá trị. Nên là nếu trường hợp này xảy ra thì dừng hàm luôn. Câu lệnh này nó sẽ tương đương với là nếu mà list trở đến first mà khác null thì chúng ta thực hiện đoạn lệnh ở dưới. Tương đương như này. Hiểu không? Return chấm phẩy nó chỉ là dừng luôn cái hàm đấy, nó không chạy cái các con lệnh ở phía dưới còn dừng luôn ở đấy thôi. Tiếp tục nào. Câu hỏi gì? Chúng ta mới đi được một nửa cái xanh kết thôi. Chúng ta còn một nửa nữa. Thì anh mạnh dạn coi như mọi người đã xong rồi nhé, mọi người đã hiểu đoạn này rồi nhé, mình đi tiếp nha.
Tím đi. Hay là em vẫn đang chưa hiểu, bọn em vẫn đang chưa hiểu là mình có hiểu hay không. Để Thôi tiếp đi anh ạ. đảm bảo chương trình thì anh cũng phải đi tiếp thôi. Anh em mình cố gắng về, anh em mình xem lại video. Được rồi, thế chúng ta đã có thêm một phần tư vào đầu. Bây giờ anh sẽ muốn thêm phần tử vào cuối, muốn thêm vào đầu nữa. Thế thì chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là danh sách chưa có gì, và trường hợp thứ hai là danh sách đã có rồi. Thế với việc thêm vào cuối một danh sách, the list, sao list, với phần tử thêm vào là nốt sao, nốt, thì anh em mình sẽ cần, thứ nhất là anh em mình phải xác định được phần tử cuối cùng. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta thêm vào cuối, giả sử đấy là đoạn cuối một danh sách liên kết đó, anh em mình có một thằng ký nốt vào đấy, mục tiêu của chúng ta ấy chỉ là điều hướng cái phần tử cuối cùng và ký nốt, và ký nốt cho vào luôn. Vậy chúng ta đã thêm được ký nốt vào cuối, đúng không? Nhưng mà vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta xác định được cái phần tử cuối cùng hiện thời. Thì chúng ta sẽ phải xác định phần tử cuối cùng hiện thời bằng cách là chúng ta sẽ tìm phần tử nào của con tròn max cho đến null, giống cái định lý chúng ta vừa viết lúc nãy. Vậy làm thế nào để tìm được phần tử cho đến max cùng null? Thì anh em mình sẽ duyệt tất cả các phần tử trong danh sách. Phần tử nào mà cho đến max bằng null thì chúng ta dừng lại. Anh em mình sẽ ra cho một hàng như sau: find, get đi, last, tìm lúc cuối, cái mất đang dùng tiếng Việt. Cùng một danh sách, the list sao, list. Thế thì ở đây, nếu mà list này bằng trở đến first bằng null thì anh em mình đi từ null, không có phần tử cuối. Còn nếu không thì anh em mình sẽ tạo ra một nốt sao last và khởi điểm nốt này sẽ bằng list cho đến first, trong khi last cho đến next thì bằng null, thì chúng ta sẽ dịch last đến đơn vị. Thực hiện xong thì last cho đến next đã bằng null, chúng ta thấy là phần tử cuối cùng rồi. Anh tên last. Đây là đoạn code để tìm nốt cuối cùng trong một cái sách liên kết. Để thêm vào cuối thì anh em mình sẽ xét hai trường hợp. Nếu có danh sách chưa có gì, if list cho đến first bằng null thì anh em mình thêm phần tử đầu tiên. Còn nếu mà danh sách đã có rồi thì anh em mình sẽ tìm phần tử cuối cùng. Anh em mình thêm nó thêm vào sau phần tử cuối cùng bằng cách là last cho next thì sẽ bằng pinot, và pinot cho đến next. Thực hiện xong, chúng ta đã thêm được phần tử cuối cùng. Anh em mình cũng có thể thử và lệnh này bằng cách là thay vì thêm vào đầu, chúng ta thêm vào cuối. Sáu không, in ra 660 tương ứng với chúng ta đã thêm được vào cuối. Đó, anh em mình đã có thêm một đầu, thêm vào cuối, ok. Bây giờ anh sẽ cần thêm vào một vị trí ở đấy trong này. Thêm vào sau một một nốt ở đấy. Anh em mình sẽ ra một hàng, đấy ra thêm phi nốt. Sau phi nốt chẳng hạn. Có nghĩa là trong một danh sách liên kết list đó, anh em mình cần thêm quy nốt ở vị trí sau một quy nốt ở đó, với điều kiện là quy nốt này đó đang ở trong cái liên kết rồi. Đúng chưa? Đấy thì mục tiêu đặt ra của chúng ta vậy này, đấy là giả sử danh sách của chúng ta đang có dạng như này.
anh em mình có một phần tử vi nốt nào đó ở đây, anh em mình cần thêm nó vào sau thằng vi nốt. Thế thì chúng ta, mục tiêu của chúng ta sẽ là chọn vi nốt sang phần tử tiếp theo, chọn phần tử vi nốt là vi nốt và xóa cái liên kết này đi. Mục tiêu chúng ta là thế. Để làm như vậy như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải là chọn cái nốt, đến next là phần tử sau cái nốt. Thứ hai, đấy là chúng ta phải chọn cái nốt đến next bằng cái nốt. Thực hiện xong mà chúng ta hoàn thành. Đấy, nó chỉ có vậy thôi. Khá đơn giản. Anh em mình sẽ chọn cái nốt ở đến next. Mình sẽ bằng nốt ở đấy. Và lúc này sau khi chúng ta đã chọn xong thì sau khi nốt đặt pin nốt, vì pin nốt chúng ta sẽ chọn đặt thêm vào sau khi nốt. Anh em mình có thể là cầm một hàm tìm một nốt theo giá trị. Tìm nốt theo giá trị. Data đi. Bằng cách là chúng ta có một danh sách, chúng ta có một giá trị value đó. Anh em mình sẽ kiểm tra xem là liệu danh sách này có chứa giá trị value hay không. Nếu danh sách rỗng, list cho đến first bằng null thì anh em mình return null, vì chúng ta không tìm được phần tử đó. Và nếu list khác luôn thì chúng ta sẽ duyệt tất cả các phần tử bằng cách là chúng ta đốt sao y bằng list cho đến post. Why y chưa bằng null thì chúng ta sẽ kiểm tra thêm liệu y cho đến phần data bằng value hay không. Nếu có thì return y, còn nếu không thì cho y đi một vị. Nếu mà kiểm tra hết rồi mà vẫn không tìm được trường hợp nào mà y trở thành data bằng value, không còn lặp này rồi thì anh em mình sẽ return loop, tại vì chúng ta cũng không tìm thấy phần tử nào. Tìm một nốt nào đó dựa theo phần data chúng ta truyền vào. Anh em mình sẽ cần một hàm nữa dùng để xóa nốt. Rồi. Xóa nốt. Anh em mình sẽ có một danh sách list. Có một nốt cần xóa. Nốt sao? Delete nốt. Anh em mình cần xóa cái lượng nốt này. Thế nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là anh em mình cần xóa cái nốt ở vị trí đầu tiên. Vị trí đầu tiên thì nó được quản lý bởi con chọn first. Khi xóa cái phần tử này này thì chúng ta phải điều hướng first sang phần tử tiếp theo. Vì vậy nên là nếu một trường hợp này xảy ra thì đầu tiên chúng ta phải điều hướng cái first xảy ra rồi chúng ta mới xóa thông qua câu lệnh free. Còn trường hợp thứ hai đấy là nếu mà chúng ta xóa một phần tử bất kỳ trong danh sách, chẳng hạn phần tử này, lúc đấy chúng ta sẽ phải tìm được phần tử trước nó và điều hướng phần tử trước nó cho đến next bằng phần tử sau nó. Sau đó chúng ta mới xóa. Hai trường hợp xảy ra. Thế thì mình sẽ thực hiện bằng nào? Đầu tiên là nếu danh sách bằng null, chúng ta return không làm gì cả. Nếu list cho đến first bằng bằng delete node, chúng ta cần xóa cái phần tử đầu tiên, chúng ta phải điều hướng cho first. Rồi chúng ta mới xóa node này đi. Còn nếu không, có nghĩa là nếu mà chúng ta cần xóa một phần tử bất kỳ thì chúng ta phải tìm phần tử trước phần tử cần xóa.
từ từ trước phân tử chứng khoán, có nghĩa là anh em mình sẽ cần tìm một thằng green denote denote thằng này ban đầu bằng list cho đến post, chúng ta tìm bằng cách là trong khi thằng này đến next vẫn chưa bằng delete node thì anh em mình sẽ dịch vào đi một đơn vị pre, có nghĩa là trước này nhé. Kiện hết đặt lệnh này thì chúng ta đã có pre delete node, nó chính là phần tử trước cái phần tử delete node kìa. Thì lúc ấy chúng ta sẽ điều hướng nó bằng cách là pre delete node đến next, thay vì bằng delete node thì bây giờ sẽ bằng delete node cho đến next. Rồi chúng ta sẽ pre delete node đi. Vậy thôi, xóa nốt, chúng ta làm như này. Chúng ta có một hàng, đấy là xóa toàn bộ danh sách. Có danh sách thì anh em mình làm thế nào? Anh em mình cũng duyệt tất cả các phần tử trong danh sách. Thì nó không phải duyệt tất cả phần tử trong danh sách mà chúng ta sẽ thực hiện xóa đi xóa lại phần tử đầu tiên cho đến khi danh sách rỗng thì thôi. Nghĩa trong khi list chưa rỗng thì chúng ta sẽ xóa nốt. Hôm nay sẽ hàm xóa toàn bộ danh sách. Rồi đúng rồi. First và list first. Xóa nốt cũng là list first. Ok, đấy là danh sách liên kết. Toàn bộ những cái mà chúng ta cần biết về danh sách liên kết là các phương thức tương ứng của danh sách liên kết. Thì đây chính là cái cấu trúc mà chúng ta nên có trong một danh sách liên kết nào đấy, là tìm một nốt theo một cái dữ liệu nào đấy. Ở đây thì hiện giờ chúng ta đang tìm theo nốt dữ liệu đơn giản nhất là data. Về sau thì có thể một nốt chúng ta là một sinh viên, chúng ta phải tìm theo họ tên chẳng hạn, mã sinh viên chẳng hạn. Chúng ta có thêm nốt, thêm vào đầu, thêm vào cuối. Chúng ta có hiển thị danh sách chính là truy vấn đúng không? Đó, chúng ta còn có thể sửa. Đó, sửa thì chẳng qua là nhập lại phần data ở mức đấy thôi. Thêm, sửa và xóa chúng ta đã thực hiện xong rồi. Thì đấy là toàn bộ các vấn đề về một danh sách liên kết. Về sau bọn em mà học, bọn em sẽ học về các bộ collection thì nó là một dạng cấu trúc dữ liệu và người ta đã xây dựng sẵn cho chúng ta những cái phương thức này rồi. Những cái hàm này người ta đã xây dựng sẵn cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Còn tạm thời bây giờ chúng ta chưa sử dụng được thì anh em mình sẽ tự xây dựng. Anh em mình sẽ tự xây dựng dựa trên những cái mà chúng ta đã học từ nãy đến giờ. Thế thì về nhà mọi người hãy làm các bài ở trên SPOG. Cái này phần data structure set 8 ấy. Thì mọi người sẽ làm các bài về danh sách liên kết nhé. Xây dựng danh sách liên kết, ghép danh sách liên kết tăng dần, các phần tử trùng nhau, chẳng hạn vậy. Đây, cấu trúc một danh sách liên kết như này. Cấu trúc một tên list như này. Một danh sách liên kết cơ bản thì bao gồm một số hàm như sau. Thì thằng này chúng ta đang viết bằng tiếng Anh thì mọi người có thể đọc ở đây is empty là kiểm tra xem liệu danh sách liên kết rỗng hay không, có nghĩa kiểm tra list cho đến first của một module hay không. Create list chính là tạo cấp phát danh sách liên kết chúng ta vừa làm đấy. Create node chính là tạo node đấy. Get node với một data có nghĩa là tìm một node ở đấy với giá trị data. Add node ở front, thêm node ở đầu, add node ở tail, thêm node ở cuối. Remove node, xóa một nốt ở đây đi. Delete the list có nghĩa là xóa toàn bộ list đi. Anh em mình hãy thực hiện xây dựng một danh sách liên kết sử dụng các hàm trên bằng cách hoàn thiện các hàm tương ứng trong đoạn code anh đã để sẵn ở đây. Thì đoạn này nó đơn giản, nó chỉ là cái danh sách liên kết mà anh đã xây dựng rồi này, cộng với ở dưới là các người mẫu hàm thể hiện là chúng ta sẽ cần những hàm nào trong này. Được chưa? Ở đây anh em mình sẽ nhìn thấy ở đây
ở Hàm Mên. Tu tu anh em mình sẽ phải viết viết một chương trình mà đầu đầu vào là dòng đầu tiên một súng viên nờ là kích thước của sinh kết. Theo đó là n súng nguyên tương ứng với giá trị của từng nốt, cần thêm vào list bằng cách thêm vào đầu run order. Dòng thứ ba đấy là một giá trị x cụ thể ở đó. Chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu cái giá trị này có xuất hiện ở trong cái sinh kết hay không. Dòng thứ tư là dòng cuối cùng, đấy là ba số. Xóa mọi nốt với các giá trị này. Nếu giá trị này không tồn tại trong cái sinh kết thì bỏ qua, không làm gì cả. Thì cái này chúng ta cũng có trong mô tả ở phần input và output tương ứng ở tiếng Việt. Và anh em mình hoàn toàn có thể xem ở trong này. Example, một giá trị liên kết khi chúng ta thêm vào theo thứ tự thêm ở đầu 9, 1, 3, 2, 2, 4, 5 thì cái giá trị liên kết đấy nó sẽ có dạng là 5, 4, 2, 2, 3, 1, 9. Chúng ta nhập một giá trị kiểm tra thêm liệu nó có tồn tại trong giá trị liên kết đấy không. Nó phải in là yes. Và chúng ta nhập thêm 3 giá trị 1, 2, 8. Chúng ta phải xóa toàn bộ các nốt có giá trị 1, 2, 8 trong giá trị liên kết này. Xóa 1, xóa 2, không có 8, bỏ qua. Ta còn 9, 3, 4, 5. Ở trong danh sách liên kết này nó viết ngược lại 5439. Không phải viết ngược lại mà tại vì chúng ta thêm ở đầu nên là danh sách nó lại 5439. Vậy thôi. Đấy là bài tập về nhà mà anh em mình cần làm. Anh em mình nếu mà có khả năng thì anh em mình có thể thử thách bản thân ở các bài tiếp theo. Đây có thể làm thử các bài kết sẽ liên kết tăng dần các bài về sau nữa thì các bài này thì nó cũng thực ra thì nó cũng chỉ để cho các em luyện tập rèn luyện cách thao tác với cái liên kết thôi, nhưng mà nó hơi khó một tí. Anh cũng nói luôn là mấy bài này nó sẽ hơi khó một tí, tuy nhiên thì nếu mà làm được thì rất tốt, không thì mình có thể tập trung vào một cái sách liên kết. Một ngày mai chúng ta sẽ nói về việc sách liên kết đó, phần data nó không phải là một số nguyên nữa mà phần data của nó là một struct sinh viên. Thôi được rồi, buổi hôm nay chắc tạm thời chúng ta sẽ dừng ở đây, anh em mình có ai có câu hỏi gì nữa. Nếu mọi người không có câu hỏi gì thì mình nghỉ ở đây nhé. Ok, thôi chúng ta nghỉ thôi. Bye anh em.